Hello, xin chào Billboard Việt Nam và xin chào quý vị khán giả. Hiện tại Phúc đang có mặt tại studio của Billboard Việt Nam để tham gia vào thử thách. Một thử thách mà Phúc sẽ nói những điều mà Phúc chưa từng bật mí ở bất cứ đâu. Đó chính là thử thách bạn đã từng hay chưa? Nhiều tiếng thì hơi quá, nhưng mà Phúc cũng đã từng có như thế, kiểu đứng một lúc hay gì đó ngắm ngắm mà nhìn cũng được chứ nhỉ, nghĩ là nhìn cũng ok đấy, kiểu như thế. Câu nhận xét nào về nhan sắc của Phúc mà gây cho bạn sát thương nhất là thằng Eric chứ ai. Cái ngày trên nào ui nó mũi to thế, xong rồi kiểu ôi mặt kiểu gì sao sáng ngủ dậy mà sao mặt to thế này, bảo là ai mà nằm cạnh anh sáng ngủ dậy chắc người ta không dám nhìn mặt. Nó toàn như thế đấy. Nhưng mà thực sự là đúng, cũng thật như thế thật. Cũng không hiểu tại sao mà sáng ngủ dậy mà mặt mũi mà mắt mũi mồm mặt miết nó cứ sưng, không thể nào mà sưng hơn được nữa. Nên là đó là những cái lời mà nó có thể là nó là thật nhưng mà nó sẽ rất là đau lòng. Nhưng mà thôi, nghe quen rồi cũng không sao ấy. Có sao thì nó nói vậy thì cũng đúng. Chắc chắn cái này là có. Cái này là hồi Phúc giảm cân thì là trong cái đợt đó, là đợt Phúc nhớ là năm 2016. Trời đất ơi, cả ngày hôm đấy vừa đi tập mà vừa, Phúc nhớ là chỉ có ăn có sữa chua này với cả bát canh rau rồi, đến tối là lúc nào cũng đói. Tối một tuần đầu tiên là lúc nào cũng phải có sẵn một chai nước chua, là đêm nào ngủ đói một cái là phải uống ngay, uống no thôi lại đi ngủ tiếp. Cái này thì nó cũng gọi là chưa hẳn. Nếu mà kiểu khi vô hình thì Phúc sẽ làm mọi việc, những cái việc mà kiểu khi mà có hình Phúc không làm được. Có một những cái việc mà nó kiểu nó hơi nhâm hiểm một tí chẳng hạn, kiểu như thế. Nhìn cái gì đấy là cái, nói chung là làm những cái thứ mà gọi là mình sẽ không thể tưởng tượng được. À có, cái này là có. Cái này là Phúc nhớ rằng là khi mà Phúc đi xem một cái bộ phim mà phim này Phúc rất thích, mà nó rất hay, nhưng mà cuối cùng là do cái như kiểu là cái lịch hôm đấy là nhiều thôi mà vẫn muốn đi xem. Và trong giả cuối cùng ngủ hết cả nửa phim. Cũng không thể hiểu nổi, mà không hiểu sao cả phim hay là phim dở nó cũng không ngăn nổi cái con buồn ngủ đấy. Phim hay đến mấy mà nó cũng cứ tự nó dìu mắt lại ấy. Nên là Phúc nghĩ rằng là Phúc sẽ đi xem phim vào cái khoảng thời gian rằng là trước một cái giấc no say rồi Phúc sẽ đi xem. Cái này thì chưa. Cái này thì ngay cả người Phúc thích hay Phúc không thích thì Phúc cũng không làm cái điều đấy. Tại vì Phúc là một người mà kiểu nói rất là hay, nói nhiều và kiểu nói liên thuyên mà rất là thích nói, nên là biết gì là nói đấy thôi. Chứ còn những cái mà Phúc không biết mà Phúc tỏ ra biết thì Phúc không làm cái đấy. Có những cái ví dụ mà kiểu đi lần đầu đi gặp ai đấy hay gặp người bạn thì mình cũng cố ok để mình làm cho cái vẻ ngoài nó tân trang lên một chút xíu, kiểu nhìn coi như cũng nụt nà hơn một tí. Thì còn đấy cũng là một cái gọi là thể hiện đấy nhỉ, đúng không? Có, này là có. Như kiểu là trong ca khúc Thương Nhau Nháy của Phúc là Phúc toàn hát lộn lời từ lần này qua lần kia, xong rồi còn chế thêm lời nữa. Nếu mà không nói ra thì quý vị khán giả cũng không biết. Tại vì thực ra khi mà chế ra như thế thì nó cũng ok, nó cũng hợp lý. Từ từ qua. Nên là kiểu quý vị khán giả nghe chắc cũng không để ý cái phần đó. Fans thì lúc nào cũng biết cái điều đó rồi, tại vì các bạn ấy rất là thuộc những cái bài hát của Phúc. Nên là khi mà Phúc hát cái là các bạn ở dưới các bạn cười ngay. Hát sai một cái các bạn cười ngay, mà kiểu quý vị khán giả cũng không biết là cười cái gì. Có từng nghĩ là Phúc cũng rất là mong, đầu tiên là rất là mong và cũng như là hy vọng là sắp trong thời gian sắp tới sẽ có một cái sản phẩm nào đấy được kết hợp với cả cô Tâm. Nhưng mà nếu mà ở trong trường hợp này mà câu hỏi bảo là ngoại trừ cô Tâm với cả chị Hòa ra thì Phúc nghĩ một người mà Phúc muốn, thực ra là cái lần này là đã có rồi nhưng mà bị hụt, đó chính là chị Min. Trong cái sản phẩm ca khúc nhạc phim tên là Cứ Yêu Đi thì ban đầu đáng lẽ là Phúc sẽ fit cùng với chị Min ca khúc đó, nhưng mà xong do một vài lý do nào đó chị Min bị bận cái lịch trình nên là Phúc không fit với chị Min cái bài đó mà là fit với chị Hòa. Sau khi trải qua thử thách bạn đã từng hay chưa của Billboard Việt Nam thì Phúc nghĩ rằng là đây là một cái thử thách khá là thú vị. Nó cũng là như là một cái mà để Phúc có thể ôn lại tất cả những cái kỷ niệm của mình, và cũng như là để chia sẻ những cái điều mà Phúc rất muốn nói nhưng mà kiểu cũng chưa có dịp mà để chia sẻ ra. Và hy vọng là Billboard Việt Nam sẽ phát triển nó thật là nhiều hơn nữa, để cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ có thể nói hết tâm tư, lòng mình
Cảm ơn tất cả quý vị khán giả vì đã dành thời gian theo dõi buổi phỏng vấn vừa rồi của Đức Phúc, và hy vọng tất cả quý vị khán giả, tất cả các bạn sẽ cùng truy cập vào website cũng như là fanpage của Billboard Việt Nam để update những thông tin mới nhất của Đức Phúc và cũng như là tất cả các anh chị nghệ sĩ trên Billboard Việt Nam.